xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Tư điểm 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 1, chương trình của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhà vườn giảm kiểng Tết, trồng rau sạch. Nhiều xe kinh doanh vận tải chưa gắn biển vàng bị xử phạt. Mâu thuẫn làm ăn, một giám đốc bị vây đánh. Báo động tình trạng giật túi xách gây tai nạn. Một chiếc xe tải được gia cố nhiều hốc chứa để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc. Chiếc xe lạ này đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện nghi vấn kiểm tra. Vào khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 1, trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với cảnh sát giao thông, công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra xe tải biển kiểm soát 75K1901. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 200 kg sản phẩm động vật như da, thịt, mỡ, nội tạng, được giấu trên thùng xe và một số hốc được gia cố thêm ở phía dưới thùng xe. Lái xe là ông Huỳnh Ngọc Bình, 43 tuổi, trú thành phố Huế, không xuất trình được các giấy kiểm dịch sản phẩm động vật, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, phương tiện vận chuyển không đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường. Lái xe khai nhận vận chuyển số hàng này vào Thừa Thiên Huế cho chủ hàng tiêu thụ tại nhiều nhà hàng, quán ăn. Sau nhiều tháng đóng cửa phòng dịch, từ thứ hai tuần sau ngày 10 tháng 1, các dịch vụ như bar, karaoke tại thành phố Hồ Chí Minh có thể được phép hoạt động trở lại. Đây không chỉ là tin vui cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực giải trí mà còn là niềm vui cho nhiều người đam mê ca hát. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10 tháng 1 năm 2022 với một số điều kiện cụ thể. Các cơ sở này phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch theo quyết định 4244 ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2021 và quyết định 3583 ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Điều kiện thứ hai là được địa phương nơi cơ sở kinh doanh trú đóng thẩm định cho phép hoạt động. Việc mở cửa cho các hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và vui chơi giải trí cho người dân cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nền kinh tế. Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhiều nhà vườn tất bật chăm cây kiểng cho vụ Tết. Tuy nhiên, năm nay trước tình hình dịch bệnh khó lường, nhiều người đã chọn phương án giảm hoa kiểng tăng rau sạch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà vườn đã tạm dừng trồng hoa Tết. Nhiều nhà vườn tuy vẫn trồng hoa, nhưng số lượng chỉ bằng một nửa so với những năm trước. Anh Lê Văn Tuấn, 50 tuổi, có 14.000 m2 vườn ở quận 12, hàng năm vẫn giữ nghề trồng hoa kiểng Tết. Năm nay, tổng số lượng các loại hoa Tết chỉ còn khoảng 80.000 chậu, giảm 50% so với những năm trước. Gian thảo, dừa cạn, sao băng, cát tường, mồng gà là những loại hoa chính anh Tuấn trồng để phục vụ Tết năm nay. Đây hầu hết là những loại hoa kiểng thông dụng, có thể bán quanh năm, ít bị lệ thuộc vào thị trường Tết. Bên cạnh đó, gia đình anh và các nhà vườn trong khu vực thay một phần diện tích trồng hoa Tết sang trồng rau quả trong chậu để phục vụ nhu cầu rau sạch cho khách hàng. Mỗi chậu, anh Tuấn bỏ sỉ giá 8.000 đồng. Trung bình, mỗi ngày anh cung cấp cho các cửa hàng khoảng 100 chậu. Thưa quý vị khán giả, mới đây tại tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện cả ngàn bao thuốc lá lậu được vận chuyển trên một chiếc phà, ngụy trang là rau xanh. Chiều ngày 3 tháng 1, tại bến đò Tân Trung thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy Dàm Nam phối hợp cùng đội phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiểm tra chiếc phà số hiệu AG23323. Trên phà có chở một xe máy mang biển kiểm soát 68HB1033. Tổ công tác phát hiện trong hai giỏ sách trên xe có chứa 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Phía trên số hàng cấm, các đối tượng dùng rau xanh phủ đầy để ngụy trang. Tại thời điểm kiểm tra, không ai thừa nhận là chủ sở hữu xe máy và số thuốc lá ngoại trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Các xe kinh doanh vận tải đã có 1.5 năm để làm thủ tục chuyển đổi biển số từ biển màu trắng sang biển màu vàng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, xe chưa đổi biển số sẽ bị xử phạt. Cảnh sát giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đang có đợt ra quân kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải.
Trong sáng qua, ngày 4 tháng 1, tại xa lộ Hà Nội, qua kiểm tra, hầu hết các phương tiện kinh doanh vận tải đều chấp hành nghiêm chỉnh việc chuyển đổi từ biển số trắng sang biển số vàng và lắp đặt camera. Tuy nhiên, vẫn còn một số phương tiện chưa hoàn thành các bước thủ tục cấp chuyển đổi biển số vàng do số lượng xe đi đăng ký chuyển đổi quá đông. Đối với những trường hợp vẫn chưa hoàn thành thủ tục cấp đổi biển số, tài xế phải xuất trình đầy đủ giấy tờ xe và giấy hẹn của nơi đăng ký cấp đổi biển số cho lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra tạm thời nhắc nhở, chưa xử phạt. Trong hơn một giờ lập chốt, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã kiểm tra ngẫu nhiên 10 ô tô vận tải lưu thông qua khu vực. Trong đó có 2 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải hành khách chưa lắp camera theo quy định. Thưa quý vị khán giả, mới đây một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin nhắn đe dọa từ người làm ăn chung, sau đó bị nhóm thanh niên tìm đến tận nhà để hành hung. Mời quý vị cùng theo dõi vụ việc. Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 3 tháng 1, ông NVH 50 tuổi ngụ quận 12 ngồi uống cà phê trước cửa công ty, đồng thời là nơi ở trên đường song hành quốc lộ 22 thì có một người đàn ông đi tới. Người này đưa ra một tờ giấy đưa cho ông H đọc. Hai bên đang ngồi nói chuyện thì có một nhóm thanh niên đi tới, một người vung tay đánh vào đầu ông H. Kế đó khoảng 6 thanh niên xăm trổ xông vào đánh hội đồng người đàn ông. Vụ việc khiến cho ông H bị thương nhiều nơi trên cơ thể, mắt bị thâm tím, không nhìn thấy đường, đã đưa vào bệnh viện điều trị. Ông H là giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê nhà trọ. Trước đó, ông H đã nhận được tin nhắn đe dọa từ người tên là TH. Người này có quan hệ làm ăn với ông H. Công an quận 12 đang làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, một người đàn ông bị truy nã về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đã bỏ trốn suốt 16 năm qua, vừa bị công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ. Vào năm 2006, Nguyễn Trọng Dương sinh năm 1973, ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đến huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu mua bán tôm giống. Tại đây, biết người dân có nhu cầu thi bằng lái xe máy nên Dương nhận lời làm bằng lái xe giả cho nhiều người với giá 800.000 đồng một người. Khi sự việc bị bại lộ, Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 16 năm lẩn trốn, ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện bắt giữ Dương khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Thời gian qua, các hoạt động của tỉnh Thất Bồng Lai, tỉnh Long An được dư luận quan tâm theo dõi. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai. Chiều qua, ngày 4 tháng 1, một số người sống trong địa điểm này đã được lực lượng chức năng đưa lên xe đặc chủng và rời đi. Theo chính quyền địa phương, kết quả xác minh cho thấy số trẻ em thanh niên sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiềm Am bên bờ vũ trụ đa số không phải trẻ mồ côi cơ nhỡ. Kết quả xác minh cho thấy năm 2014, bà Cao Thị Cúc đã mua gần 2.000 m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, thường trú phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc. Hộ bà Cúc hiện có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em, đều có mẹ ruột ở cùng, không phải là trẻ mồ côi cơ nhỡ. Đáng chú ý, tuy sống cùng mẹ ruột, nhưng các bé đều không được người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Thưa quý vị, lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân, nhiều đối tượng xấu đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Đặc biệt là các chị em phụ nữ đeo túi xách luôn là mục tiêu béo bở của các đối tượng này. Phóng sự ngay sau đây hy vọng sẽ là bài học cảnh giác cho các chị em. Đây là một đoạn camera an ninh ghi lại một vụ cướp giật xảy ra tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ này đang dừng xe mua vé số, bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển xe gắn máy chạy ngược chiều lại áp sát giật túi xách. Cú giật mạnh khiến cả nạn nhân và thủ phạm ngã lăn ra đường. Vụ việc này khiến người xem phải một phen thót tim khi nạn nhân của vụ cướp giật chính là một phụ nữ mang thai. Mặc dù cú ngã khá mạnh, nhưng rất may thai phụ chỉ bị trầy xước nhẹ và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Được biết, trong giỏ sách của nạn nhân có 25 triệu đồng và nhiều tài sản khác. Với những vụ cướp giật khi nạn nhân đang điều khiển xe máy như thế này sẽ vô cùng nguy hiểm, vì rất dễ xảy ra tai nạn. Nạn nhân vừa mất tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng. Đã có không ít vụ cướp giật túi xách khiến nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.
Thì mình cũng đã từng chứng kiến nhiều cái cảnh mà mấy cái vụ mà cướp giật túi sách ở trên đường á. Nếu ra đường thì nên để túi sách mình trong cốp xe hoặc là đeo một cách chắc chắn hơn, dùng những cái túi mà nó có cái sự chắc chắn để tránh cái tình trạng trên. Có những trường hợp các chị em phụ nữ khi cất túi sách mình vào cốp xe cho an toàn, thế nhưng khi dừng xe để lấy túi sách từ cốp thì lại bị các đối tượng thừa cơ hội ra tay vì thiếu cảnh giác. Có thể thấy trong camera an ninh, hai người phụ nữ này khi dừng xe đã lọt vào tầm ngắm của đối tượng mặc áo zipper. Người này cố tình lái xe đảo qua đảo lại nhiều vòng xung quanh nạn nhân, rồi sau đó tranh thủ thời cơ ra tay chớp nhoáng. Vụ cướp giật khiến người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường. Chẳng hạn như là nếu đi xe máy mà có túi sách, có vật dụng đắt tiền trong túi sách thì tốt nhất là gì? Chúng ta đứng ở một cái vị trí thích hợp mà đảm bảo an toàn hết để chúng ta cho túi sách vào trong cốp xe. Và nếu như xe mà không có cốp thì chúng ta phải tìm cách để ngụy trang, ví dụ như để đằng trước phải treo vào bên tay phải, rồi chúng ta ngụy trang móc một cái áo hay là cái vật dụng nó lên để che bớt lại. Và nếu như chúng ta cầm theo túi sách và có vật dụng đắt tiền mà chúng ta cần phải di chuyển trên đường thì tốt nhất là chúng ta nên để người khác chở. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của chuyên gia, nếu không may xảy ra cướp giật túi sách tư trang, chúng ta không nên đánh liều kháng cự hay truy đuổi vì các đối tượng rất manh động. Chúng có thể dùng vũ khí hoặc bình xịt hơi cay tấn công ngược lại để tẩu thoát. Có những người sẽ phản ứng bằng cách là giật lại cái tài sản của mình và các đối tượng khác nó giật, nó sẽ kéo lê trên đường như một số cái vụ chúng ta thấy. Hoặc có những người là bình tĩnh, chống trả, đuổi theo, truy đuổi. Đấy là những cái tình huống khá là nguy hiểm. Nên trong những tình huống như vậy, nếu chúng ta không nên mạo hiểm đuổi theo hoặc chống trả, sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta. Tính mạng và sự an toàn của bản thân là trên hết. Vì thế, để bảo vệ chính mình, người dân nên đề cao cảnh giác trước tình hình tội phạm cướp giật lộng hành như hiện nay. Đến đây thì thời lượng dành cho tiêu điểm 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong suốt những phút phát sóng vừa qua. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào lúc 18 giờ ngày mai với nhiều thông tin cập nhật khác. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.